chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dành thời gian giới thiệu thêm đến các bạn về những khẩu súng ở bên phiên bản chiến dịch huyền thoại Trung Quốc. Như các bạn thấy thì bên chiến dịch huyền thoại Trung Quốc người ta update súng rất là nhanh, chế độ chơi cũng up rất là nhanh. Việt Nam mình thì up rất là chậm. Trước khi giới thiệu về những khẩu súng mới thì bây giờ mình sẽ nói sơ về những khẩu súng cũ. Mình nói ở đây thì các bạn xem video các bạn có thể là lưu lại hoặc là các bạn làm sao đó. Tại vì sau này về lâu sau này các bạn hỏi lại thì mình không có nhớ. Đầu tiên các bạn thấy thì khẩu FRF2, về khẩu súng mới tỉa mình sẽ nói sơ về cái dòng này. Như các bạn thấy khẩu FRF2 bên Trung Quốc thì người ta có thể nâng cấp lên thành FRF2 vô song. Còn từ khẩu vô song này lên đời được nữa hay không thì hiện tại mình chưa biết. Tiếp theo là các bạn thấy Việt Nam mình vừa ra khẩu Phượng Hoàng. Thì khẩu Phượng Hoàng này sau này nó sẽ được lên đời thành ABS. Các bạn chú ý ở chỗ đây. Nên chúng ta cứ sưu tầm Phượng Hoàng đi, lên càng cao càng tốt, sau này chúng ta sẽ sử dụng nó để lên đời thành khẩu ABS cũng rất là ngon, rất là tiện lợi. Khẩu Phượng Hoàng thì mình cũng có rồi nhưng mà mình rất là ít chơi tại vì súng bên Trung Quốc giờ rất là mạnh, ví dụ như khẩu này chẳng hạn. Các bạn thấy khẩu mình vừa giới thiệu đến các bạn, Lõ Hoàng Hôn này. Cái khẩu này đây cũng là một khẩu súng mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong những video tiếp theo. Khẩu súng hôm nay mình đang muốn giới thiệu đến các bạn đó là khẩu mới nhất bên phiên bản Trung Quốc. Nó có tên là răng hổ ha. Các bạn thấy là răng hổ ha. Thì khẩu này mình sẽ đặt cho nó là khẩu răng hổ nha các bạn. Lực chiến của nó là tới 165.250, đạn là 42 viên. Các bạn thấy đây là một khẩu súng trường, nhìn thấy nó là một khẩu súng trường nha các bạn, một khẩu súng rất là đặc biệt. Thì để có được nó hiện tại bên shop bên phiên bản Trung Quốc người ta đang bán với giá là 1.680 kim cương và đi kèm theo nó là những phần quà rất là nhiều. Ở đây là một khẩu cũng rất là ghê, khẩu siêu vũ khí đó các bạn, tại vì lực chiến của nó tới 165.250 luôn và đi kèm theo nó là một cái skill. Mình sẽ nói sơ về cái skill này khi nào Việt Nam ra thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Khẩu này nó sẽ có là thiệt hại trong chế độ thách đấu là 30%, tăng thiệt hại trong chế độ thách đấu 30% này. Trong chế độ phối hợp thì sát thương tăng 25% và tăng 30 điểm cơ bản so với thiệt hại cơ bản của mục tiêu. Cái đó thì nó ghi như vậy nhưng mà mình cũng chưa rõ lắm. Và đồng thời thì trang bị của toàn bộ đồng đội sẽ được tăng thêm 13%. Cái kill rất là ghê đúng các bạn. Kill này nó, khẩu này nó sẽ thiết kế riêng cho chúng ta chơi chế độ phối hợp và thách đấu rất là thuận lợi. Thì lát nữa mình sẽ mang khẩu này ra đi phối hợp thử cho các bạn coi. Đó là một cách. Trong vòng quay thì mình không thấy nó để ở đây. Trong vòng quay không thấy để. Vòng quay thì để những khẩu súng khác. Được rồi, chúng ta sẽ có cách là mua trong shop. Cách thứ hai thì các bạn có thể lên đời. Các bạn có thể lên đời nó từ khẩu R102 này. Đó. Để lên đời của nó thì chúng ta cần 5 cái thẻ vàng. Mỗi thẻ vàng giá 158 kim cương. Đó, chúng ta có thể bỏ ra 790 kim cương để mua 5 cái thẻ vàng và lên đời thành cái khẩu răng hổ. Ngoài ra chúng ta sẽ mất 109.000 vàng nữa. Đây là cái khẩu răng hổ mình vừa nhận được. Rất là ghê đúng các bạn. Sau khi nhận được thì mình sẽ trang bị vào và chơi thử cho các bạn coi. Cái kill thì mình cũng mô tả sơ rồi. Đây là một khẩu súng trường nha các bạn. Mình nghĩ là nên cho nó đi kèm với một khẩu súng súng bắn tỉa mà mình vừa có ở đây. Khẩu này thì được lên đời thì khẩu ABS. Súng trường. Còn rất là nhiều mình chỉ giới thiệu cho các bạn. Mình thấy khẩu này trong bên này người ta sử dụng đi đấu rất là nhiều. Mình sẽ nâng cấp nó lên một tí. Nó đi phối hợp các bạn. Hôm qua mình có giới thiệu đến các bạn chế độ phối hợp âm mưu dự trùng địa ngục. Thì mình thấy trong đó người ta sử dụng khẩu này đi rất là nhiều. Có thể là do nó hỗ trợ tính năng đồng đội rất là nhiều cho nên là được ưa chuộng.
đó, các bạn thấy kêu của nó là có mũi tên đi lên đó, viên đạn đi lên đó là sắc hương. Ở đây thì cái thông số của nó nhỏ hơn thông số mát, nhưng mà mình giới thiệu với các bạn là mát luôn để các bạn hình dung rõ hơn. Trong cái khẩu nỏ hoàng hôn thì mình giới thiệu với các bạn là đi chế độ âm mưu dị trùng thường thường. Còn trong video hôm qua thì âm mưu dị trùng là ác mộng, thì hôm nay mình sẽ đi cái âm mưu dị trùng khó. Hôm qua là âm mưu dị trùng địa ngục các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến là âm mưu dị trùng khó đi. Rồi video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về âm mưu dị trùng ác mộng, giới thiệu lại nha các bạn, tại vì trước đây cũng có video nói về những cái này rồi, nhưng mà nhân tiện đây mình giới thiệu súng rồi mình giới thiệu luôn, tại vì giới thiệu súng mà chơi BK hồi thì các bạn cũng đam mê nhàm chán. Bây giờ mình sẽ ra trận chơi cái map âm mưu dị trùng khó cho các bạn coi với khẩu súng nan răng hổ này, khẩu súng vừa mới nhận được. Cũng như những lần trước thì hy vọng là mình sẽ gặp được những đồng đội tuyệt vời để vượt qua. Mình nghĩ chế độ khó này thì nó dễ hơn rất là nhiều so với cái chế độ địa ngục và ác mộng. Khẩu Phượng Hoàng vừa ra mắt thì các bạn thấy là ở Việt Nam mình nó đang rất là sốt, nhưng mà sau này thì nó không sốt nữa. Nó sử dụng để lên đời thành khẩu ABS, khẩu 3 ABS lên đời thành khẩu nỏ hoàng hôn. Đó, cứ như vậy mà nó lên. Cho nên là nó những khẩu súng trước đây chúng ta có thể là sưu tầm để đó và chờ thời cơ, không nhất thiết là phải bỏ đi. Đó, thì cái map âm mưu dị trùng này khi nào nó cũng phải có chiếc kén bay ra như thế này các bạn. Đây là cái giới thiệu cơ bản của nó. Khẩu này là khẩu súng của chúng ta. Bạn nghe rất là êm tai. Vào đây thì nó là có 72 viên đạn. Các bạn thấy bắn vào có khi lên, các bạn chú ý dòng đam cho mình, có khi nó lên cả 1000. Đây mình sẽ thử tiếp tục mình đây này đi. Đó, các bạn thấy lên 1000 mấy luôn. Đó, 700 mấy là thường xuyên, có khi lên cả 1000 mấy luôn. Một khẩu súng rất là tuyệt vời các bạn. Khẩu này mà đem ra chút xíu nữa mình sẽ BK cho các bạn coi. Khẩu súng trường, mình rất là thích dòng súng trường, cho nên là BK thì không có gì để nói. Ôi, nó quăng mình đầu tiên. Con này quăng cảm giác nó không thấm được như cái con địa ngục các bạn. Con địa ngục mà nó quăng cho một cái thì nó ngắt ngáp rồi. Khẩu súng này hỗ trợ cho đồng đội của chúng ta rất là nhiều, hỗ trợ cho đồng đội, hỗ trợ cho bản thân, và đa số là tăng sát thương, tăng thông số cơ bản, tăng đủ kiểu, cho nên là mang vào đây rất là mạnh. Nếu như chúng ta mang cả 4 đồng đội mang vào, nhưng mà có cái kill mà tăng 300 điểm đó các bạn, tăng 13% thông số cơ bản hay gì đó là nó không cộng dồn, có nghĩa là 4 người mang súng thì nó đều cộng như vậy thôi. Hình như là người nào cao nhất thì nó lấy. Các bạn thấy là nhìn chung nó cái độ chơi, cái kiểu chơi rất là giống nhau, nhưng mà nó phân chia ra là thành là thường khó, ác mộng và địa ngục. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là đang bảo vệ cái lò này các bạn. Đó, các bạn thấy những con côn trùng này nó chạy ra. Mình nghĩ cái này nên để là thế giới côn trùng, như là mình đặt vậy nó hay hơn là cái âm mưu dị trùng. Nhưng mà game Việt Nam mình nó mua, với Galena nó mua thì nó thích đặt cái gì nó đặt. Các bạn thấy bắn rất là sướng, rất là sướng luôn. Phải nói quái nó kia tiếp cận mình là đã chết hết rồi, không còn gì để bàn cãi về khẩu súng này. Mình sẽ cố gắng giới thiệu thêm đến các bạn một vài khẩu súng nữa, còn rất là nhiều súng mình chưa giới thiệu với các bạn. Các bạn có thể là theo dõi chuyên mục tiêu điểm súng trong kênh của mình. Mình giới thiệu rất là nhiều các loại súng ở bên phiên bản Việt Nam cũng như phiên bản chiến dịch điện thoại Trung Quốc. Rất là nhiều loại súng, phải nói như vậy. Hầu như là gần hết rồi các bạn. Còn một số ít nữa thôi, chỉ giới thiệu thôi.
Tại vì game này là phiên bản Trung Quốc, nó xài tiếng Hoa với lại không có bạn bè để chơi, cho nên là mình ít có quan tâm nó hơn game ở Việt Nam. Nên là không có trau chuốt cho cái lực chiến của nhân vật cũng như là hỏa lực của khẩu súng. Đây. Đây là con boss thứ hai, các bạn thấy thì bên bên video hôm qua mình làm trên phiên bản là âm mưu dị trùng địa ngục thì mình cũng đã có là nói về cái cũng gặp con này rồi, nhưng mà con kia nó mạnh hơn con này rất là nhiều. Các bạn thấy nó quẩy một cái mình chết ngay, còn ở đây thì không xin nghe gì cả. Đó, kêu của nó thì vẫn vậy, các bạn thấy là nó bắn từ cái đuôi nó ra những rồi xong, quá thuận lợi đúng các bạn. Các bạn thấy cái xe này là để hỗ trợ chúng ta giọt lên bắn nè, nhưng mà đồng đội chúng ta không ai sử dụng cả, kể cả mình cũng không cần sử dụng nữa, tại vì súng của mình quá mạnh đi. Các bạn xem kênh của mình, các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình làm thêm nhiều video để các bạn xem tham khảo. Như mình đã nói trong rất là nhiều lần, mình chơi thì cũng thực dạng bình thường thôi, nhưng mà cái là được cái là nhiệt tình làm để cho mọi người biết trước được về những cái phiên bản game như thế này. Việt Nam mình sau này nó ra nó sẽ có gì vậy thôi. Cậu này rất là mạnh các bạn, các bạn thấy nó bắn đam lên có khi lên cả ngàn hơn. Như vậy thì nó rất là nhanh chóng khi diệt boss là cũng điều dễ hiểu. Đó, các bạn thấy một con bắn tí là chết ngay. Cho nên là hôm qua mình thấy là trong team, hôm qua mình chơi có vài ván. Ôi, ở đây cái con mãng xà này cũng có hai cái đầu, chỉ hai cái đầu thôi, con mãng xà kia tới cả ba cái lận các bạn, con này thì chỉ hai cái. Đây, ngồi xuống vẫn mất máu như thường các bạn, chứ không phải là không mất. Đây nó có cái trắng này. Tại vì cái con mãng xà này khi mà nó sử dụng kêu xét đó các bạn, chúng ta bắt buộc phải sử dụng đến cái khiên trắng này, nếu không thì rất khó để vượt qua. Đây mình cứ chạy qua cái khiên trắng này. Có hai cái đầu thì chúng ta bắn đầu nào thì nó cũng tụt máu cả, cho nên chúng ta ưu tiên là chạy qua cái khiên trắng này, cái tấm kính trắng này. Các bạn thấy thì cái này là bắt buộc rồi, nếu không thì chúng ta sẽ rất dễ mất mạng. Các bạn thấy đồng đội của mình nó chết rồi đó. Rồi xong, như vậy là trong lần thi đấu ở chế độ âm mưu dị trùng khó này, mình không bị chết lần nào. Các bạn thấy là càng về sau chơi càng thuận lợi hơn. Mình nói sơ với các bạn, cái con nhân vật mới này nè, đây cái mảnh ghép của con nhân vật nữ hoàng Zen thì mình có giới thiệu đến các bạn rồi. Con này nó sẽ có một cái skill là bắn độc ra và tấn công tất cả các mục tiêu. Bạn nào chưa xem các bạn có thể tìm video giới thiệu đồng đội là nữ hoàng Zen để xem. Đó, ở đây thì người ta cho cả mảnh ghép luôn các bạn, rất là nhiều mảnh ghép. Một ván đấu mình có tới cả 4 3 5 12 cái mảnh ghép như vậy luôn. Đó. Quà rất là giá trị. Ngoài ra thì các bạn thấy là được cả mảnh súng tím này nè, khẩu súng nòng. Thì video của mình giới thiệu về khẩu súng này thôi rồi. Giới thiệu như thế này thì cũng chưa đánh giá được hết toàn bộ khẩu súng, mình sẽ thử một vài ván BK nữa các bạn ha, một vài ván BK để xem khẩu súng trường. Súng trường, súng máy thì chúng ta thường là sử dụng BK. Còn rất là nhiều súng mình có thể lên đời được đó các bạn. Chỉ là một vài ván BK. Mạng ở Việt Nam mình nó rất là yếu so với nước ngoài, cho nên chơi nó ức chế cái chỗ đó nữa các bạn. Chơi nó rất là bị lắc. Cho nên là mình ít có chơi ở phiên bản Trung Quốc là như vậy. Tại vì vào chơi BK hay này nọ thì mình rất là thất thế so với người ta. Rất là êm. Độ giật ít.
Đó, các bạn thấy hút đam cũng rất là ghê. Ui, rất là êm các bạn. Ít giật. Tốc độ ra đạn rất là nhanh. Nó vẫn là ra theo loạt nhưng mà rất là nhanh. Đó, các bạn thấy ra theo loạt và nhanh hơn rất là nhiều so với những khẩu súng khác. Tại vì tốc độ ra đạn nhanh như vậy nên chúng ta bắn thường thường nó sẽ trúng tới cả 2-3 viên một lượt. Như vậy sẽ đối phương sẽ mất khoảng hơn 1.000 máu cho một lần nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mỗi lần nó trúng, nó sẽ trúng cả loạt vậy. Ít nhất là 2 viên. Rất là mạnh. Khẩu này thì của mình là mới thôi, chưa có nâng. Nếu như mà sau khi nâng cấp lên thì nó sẽ khác. Loạt đây thì có vẻ là loạt 2 viên. Đúng rồi, loạt 2 viên. Loạt 2 viên các bạn, nhưng mà nó khoảng cách giữa loạt nó rất là gần nhau. Đó, các bạn thấy 500 máu cho một loạt như vậy. Ui, tốc độ ra đạn rất là nhanh. Phải nói như vậy, tốc độ ra đạn của nó rất là nhanh. Có lẽ là nên làm một ván nữa. Lại một ván nữa các bạn ha, để đánh giá rõ về khẩu súng này hơn. Đầu to ván các bạn. Ôi sao VK nó lại không cho vào nữa các bạn. Thôi, thật là tiếc video của mình thì đến đây thôi các bạn. VK nó lại không cho vào nữa rồi. Chả hiểu sao, có khi do mạng của mình quá yếu nên nó không cho chơi. Thôi được rồi, qua đây mình đã giới thiệu thêm cho các bạn về một siêu vũ khí có lực chiến, có hỏa lực tới 160 mấy ngàn lần. Một khẩu súng rất đáng chú ý ở bên phiên bản Trung Quốc. Đó là khẩu mới nhất rồi các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình. Mình sẽ làm thêm về những khẩu tiếp theo sau này. Ví dụ như là những khẩu súng sau này nè, khẩu nào chưa làm thì mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đó, thì các bạn nhớ like ủng hộ mình. Trong những video tiếp theo mình sẽ làm thêm về những vũ khí bên này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt.